Chính chủ gửi bán nhà tại Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội với cái căn nhà này 31m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, mặt ngõ thông, ô tô đi qua có thể kinh doanh nhỏ được. Với cái thiết kế của ngôi nhà như sau: tầng 1 gồm 1 phòng khách, phòng bếp, tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà mỗi tầng thiết kế gồm 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Trên phía tầng 5 của ngôi nhà thiết kế 1 phòng thờ và 1 sân phơi. Từ vị trí của ngôi nhà này ra tới sân bóng Mậu Lương nó chỉ khoảng tầm 200m, và từ vị trí của cái ngôi nhà này thì đi ra tới ngã ba Sa La Nguyễn Xiển nó rất là gần, cách với khu đô thị Sa La chỉ khoảng tầm 800m, và cách với các bệnh viện lớn, bệnh viện ca, bệnh viện quân y, bệnh viện mà bỏng quốc gia nó chỉ phạm vi bán kính 800m cho tới 1,5km quay đầu thôi. Và cái giá chào bán của cái căn nhà này là 3.600.000.000 đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, sổ đỏ đầy đủ riêng biệt. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha.